Để tao nói cho mày biết, đào mộ trong Trảm Tiên Quyết cho phép chúng ta đào mộ lấy đồ ngon tới 5 lần lận. Mà nếu như mà chúng ta không đủ sức để mà giết boss hả? Sợ hơn, chúng ta đào mộ chúng ta vẫn còn đồ ngon mà, mày hiểu chứ? Dưỡng sức thôi nào, Trảm Tiên có đào mộ boss nè. Chẳng cần phải mạnh nhất server vẫn có thể nhận được quà ngon. Trảm Tiên đào mộ nè, đào nhiều lần thấy nó phê, lần nào quà xin cũng tuôn trào, chẳng mất sức vẫn nhận quà. Trảm Tiên đào mộ nè, đào nhiều lần thấy nó phê, lần nào quà xin cũng tuôn trào, chẳng mất sức vẫn nhận quà. Trảm Tiên Quyết, boss yếu thì ăn, boss mạnh thì đào, hoài vẫn không đổi. Tải ngay tại App Store và Google Play với từ khóa Trảm Tiên Quyết VTC.